Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Thằng nào mà bắn mà kiểu quăng game ấy là chó nhá. Vừa rồi bọn mày thả anh ở đấy một mình, thề luôn đấy. Có đồng đội mà như không. Này, anh tự thả mình ở đấy chứ ai thả anh? Anh nóc 3, nóc 4 rồi. Bên Trung Quốc có người, bên này có hạng 3 team. Ôi tôi chết rồi, nhảy lên trên giảm giáo rồi. Ngủ thế à rồi. Đấy. Em không lấy đồ à? Em nhường cho anh đấy. Cảm ơn em nhá. Bên em một team. Em không làm gì đâu hết, cứu. Đây, qua liền. Không có súng. Úi dồi ôi, một mình nó nhảy một chỗ kìa. Chờ tí. Trời ơi. Qua đây. Anh Tuấn biết chưa? Đây mới là best of sniper, đúng rồi, hiểu không? Đây là sniper á, đấy là semi sniper, điếu phải sniper nhá. Bà cứu. Cứu đây. Gian nơi rồi. Trời ơi, bà điếu. Ui giời ơi. Điếu lắm rồi. Ok. Bên này còn nhá. Ok. Đây có máu không đi? Được không? Em không anh ạ. Có bình nước này. Đây máu đây, ra đây. Này, máu này. Đó, vứt ra rồi đấy. Thằng nào nhặt. Dù rất nhiều đạn vàng nhá, ai lấy thì bảo nhá. Này, ở trên thùng công này này, mình vừa bắn được sao? Vàng là đạn. Đây là đạn 7. Này đạn 7 này, đó, 100 viên đấy. Đây bên này, chú hay ai nhỉ? Cút vào. Cái này là cái bay. Kìa, sẽ 2 thằng luôn được. 2 thằng. Thằng nào cũng yếu okay, luôn. Ok. Ơ? Gà đúng không? Còn. Ơ, nó gạt mạng của anh rồi. Đệt. Ôi giời ơi. Cái nồi ạ. Trong kho. Đứng chỗ nào đây Linh? Ui thấy ông chết hả? Ôi cao kìa. Trời ơi. Gần cao à hay sao? Không, ca xa, ca bắn, ca không có nóc, ca nóc ca không có để bị gạt đâu. Ca là di chuyển không binh, chắc là do binh cao xoáy. Ây ôi, yếu chậm xíu. Ây ôi, đau bụng quá. Ây ôi, cầm máu nha. Ây ôi. Máu à, có bằng đít thôi. Đây, cho bạn 5 cân. 5 quá thật à? Quá là tốt luôn. Team vẫn còn 1 nha. Này, dư đạn xanh này ai lấy không ta? Em có. Ok. Rồi. Dư đạn xanh, dư compe. Tiên compe luôn. Em lấy hết. Đây, qua đây. Này, anh vứt đây nhá. Này, đạn xanh này. 130 này. Đấy, compe đấy. Vứt ra rồi đấy. Đây, compe đây. Đó. Đây, anh chấm vào bọn mà em tự đến lấy nhá. Anh hết phận sự. I got supplies. Chỗ đạn xanh có quả be. Chỗ quả be có đạn xanh luôn. Đi luôn. Đi kiếm súng đi các bạn em ơi, đi kiếm xe. Đi kiếm xe nào. Hết máu nha. Marked location. Không có holo red dot gì ha, chỗ này hơi nghèo ha anh em ha. Nghèo. Bay bay hai Audi một mô tô. À hai mô tô. Là em tặng anh hay em tặng ai? Thề luôn ấy. Những cái thứ như vậy mà anh em đổi ra UC, anh em tặng tôi luôn UC, anh em nạp luôn vào ID của tôi thì có phải ngon không? Tặng tôi mấy cái quần què đấy làm deck thì tôi không cần điểm nổi tiếng. Người ta đổi được lấy đâu ra UC tặng ai? Không, chẳng hạn các bạn ấy lấy ID các bạn tặng luôn
UC nếu cho anh. Tặng cho anh thả tặng em một hơn. Anh muốn tặng mày em gì? Nếu mà tặng cho anh Tony thả tặng em một hơn. Không tặng cao giá trị không hơn. Tặng giá trị. Trả tặng giá trị. Đúng rồi. Ừ. Trả tặng cao hơn. Thôi sắp tới sắp có UC rồi mà anh em cứ đòi hoài. Nghe sắp tới mà cổ anh nó dài mà cả thước rồi. Ừ. Không biết ngày nào. Không chơi với team Lộc á hả? Hôm nay Lộc cắt giải anh em. Lộc cắt giải với team mình đang đủ 4 người rồi. Phải 3 hôm cơ mà. Lại 3 hôm. Mark the location. Ngày mai bọn mình bắn show max xong, chả biết là có like được không, chắc không like anh em ạ. Ngày mai tôi bắn show max. Ngày mai hay khi nào anh? Nhất rồi em không biết khi nào đó anh. Ngày mai 11 giờ trưa. No, ngày 28 anh. Mất ngày mai. Ngày mai là 11 giờ trưa đó. Ủa? Thế em chỉ bắn mỗi ngày 28 thế à? Là 11 giờ trưa. Như là mỗi ngày 28 bọn này ơ 27 28 22 trận số mắc mà ô. Thôi rồi. Phải bắn á, tụi em không bắn. Yo. Thế à? Lên xe. Qua khu Trung Quốc có người. Chạy sao lại vào khu đấy, khu Trung Quốc. Khu đấy bọn Trung Quốc hay nhảy. Sang đấy bắt lần nào cũng là mấy tin. Không có rồi, đốt gì luôn, nó bắn chán thiệt á. Không rồi nè. Cẩn thận. Thiệt em luôn á. Cẩn thận nhá. Này, nó lút rồi. Anh cứ đi ngang ngoài nóc bột anh. Đúng rồi, em báo hồi luôn. Bắn mất người này. Ơ, bọn anh đâu rồi ta? Ở đâu ta? Thế như anh vừa thấy nó chạy lên chỗ trên này thì phải. Trên này. Oh. Bệnh viện. Ai chả. Kìa. Viên ngoài, hướng 190. Trên đỉnh. Thấy không? Thấy cao xoáy uy tín chưa? Uy tín vãi nồi. Anh thấy con xe. Nó đẳng cấp luôn. Anh thấy con xe chúng nó rồi. Đang chạy lên tầng. Có công vào thì công. Ui dồi ôi, cao ơi, cao sấy uy tín quá. Quá uy tín luôn á, cao sấy là quá uy tín luôn. Rồi, clear là team khác nha. Team khác clear nó. Ừ, team khác clear nó. Rồi, lên anh em. Uy tín chưa? Uy tín chơi. Thái nổi ạ, thằng cao nó từ nãy giờ nó mút mạng của anh em mình á. Thằng cao. Mút cái gì? Thằng cao, từ nãy giờ nó mút mạng đấy anh em ơi. Toàn mút ké. Đúng rồi, mút tẩm vãi rồi, mút chụt chụt. Mút chụt chụt. Mình bắn như thế này mà nên kêu mút kèo đó kêu nó kêu em nha. Thì anh gạt hộ em lên chứ em anh làm gì đã mó được cái mỏ nào vào cái kêu nào của em đâu. Đậu phộng. Đói thấy mẹ. Bắn đẳng cấp vũ trụ luôn. Mút kinh vãi. Ăn hết phần của anh em rồi. Không. Cái đó là phản xạ đấy. Tình anh em chắc có bền lâu đậu phộng. Pin thì lag nhưng mà mút thì thôi quên đi ạ. Ờ. Từ trước giờ ấy, nó gây dựng cái thương hiệu nó là ping lag ấy để đánh lừa mọi người ấy. Chứ nó không lag đâu. Gây dựng ping lag ấy, ở Mỹ cho châu Á mà không lag. Ôi mày bắp, biết làm sao được. Biết làm sao được. Trên đời này là không tin được bố con đứa nào hết. Tất cả đều là cú lừa hết. Tin trời. Làm sao lừa được, bên kia anh em thì nó nói là bên 200. Không anh em ạ, à, anh em để ý xem ở ở đấy có khi nó đặt cái logo bé bé vào đấy để nó che cái ping rồi, ping che, thật che. Đấy. Rồi. Chắc thế đấy anh em ạ. À. Quỷ logo bên à, logo bên. Ừ, đặt cái ảnh ảnh PNG ấy, PNG ấy. Đó ảnh động nó di chuyển bên đúng không? Đúng rồi. Nhảy đúng không? Cứ tầm lo thì nhảy nó. Nó làm media xuất sắc lắm anh em, độ phỏng. Nó là bây giờ xuất sắc rồi. Ôi xe kìa mọi người ơi.
Ê ê ê, một team này. Rồi. Đây 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 đây, trước mặt. Rồi rồi, trước mặt nè. Đây 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 đây. Ok luôn. Phải chờ okay các bạn nào ạ. Úi trời ơi, úi trời ơi. Em ơi, vút lên một tiếng đàn. Này thì em đùa với nó. Em vút lên một tiếng đàn. Em đùa với nó chứ không sao. Nó ở đâu vậy? Sao không thấy? Gốc cây. Gốc cây 333. Có một thằng đây à? À, ui giời ơi. Một team luôn. Ui giời ơi. Vũ trùng ca là tắt đèn ngay. Cứu đi mày. 1, 2, 3, 4. Nó hình như chỉ có 2 rồi. Ui không được rồi. Ui bạn ấy bò rồi. Bạn ấy bò trong vô vọng rồi. Ôi giời ơi. Ui trời. Bò vô vọng rồi. Ơ? Ơi, có thằng ngay cạnh xe này. Nó bỏ kêu em, kêu em. Không, nhưng mà kêu gạt, nó nằm cạnh xe. Đấy, bắn như vậy mà em cứ kêu mình liếm, chả hiểu liếm cái gì. Nghĩ giống anh không? Có tiếng xe. Có xe sao? Ạ, cỡ nào nó cũng liếm được, dã man. Xe qua cầu. Cực yếu rồi, Xe còn yếu chứ còn yếu nữa. Cái thằng nào yếu à? Cứu, cứu. Cứu anh. Đây. Nó ở ngay cạnh anh, làm sao mà anh không bắn được? Được, chạm được. Cứu cao, cứu cao. Bịa đá nhá. Anh không có thằng ở cạnh anh, khổ. Có chứ xe ông đội ơi, em đi xe riêng này em. Nốc 3 còn 1 thôi. Nốc 3 tiếp, còn 1. Đi. Còn 1. Lia rồi. Quái thật. Đi xe đi. Quả đấy không lưới xe được. Có một thằng đang lùi ở ngay cạnh anh, nó còn đang định lấy xe nó chạy nè. Chứ anh làm sao mà anh không cứu em được? Đúng không? Anh không cứu em. Không, tình anh em mình bền lâu. Đùa em thề luôn đấy. Kìa, bây giờ lại nói là anh không cứu em, thề mất quan điểm thật sự. Thì anh phải xử lý nhanh để anh cứu em chứ, gặp em anh thấy luôn nói. Anh xử lý nhanh thấy mẹ luôn rồi em ơi. Bom, cẩn thận anh có địch ấy. Tụi này có mũ 3 ta? Đồ này chắc tụi này có mũ 3 á, lấy mũ 3 chứ. Ủa có mũ 3 ta? Anh em thấy tôi tap mini thấy được không? Tap mini mà thấy mẹ chúng nó không, luôn. Không. Sao lại không? No. Anh tap mini chết 3 thằng em ơi. No. Liều mình ra cứu bạn đấy là cao à. No. Chạy qua. Ừ, chỉ có lần cứu bọn anh em à. Anh em cho lần xin một la một xe một có lâu cho anh em nha. Cái đẹp. Quảng cáo luôn đâu. Má, công nghiệp thế nhở? Công nghiệp quá em ơi. Không, tụi em chơi từng anh em sống quỷ anh em chứ không phải là vì mấy cái BT mà tắt kêu. Chỉ. Cay thật. Anh cao hơn Toàn ai lớn tuổi hơn. Ơ, anh có chặt của anh mình. Và anh quen rồi.
Nhưng mà mình tuy là nhỏ tuổi hơn Cao nhưng mà Cao lại họ nhà Tôm anh em nhé. Mãi mãi là anh em nhá. Okay. Này, chơi đi vào giết zone không em? Xem thằng nào. Ôi ơi, một team. Ui. Tuấn liếm. Để anh. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Nó chết hết rồi em. Ôi dồi ôi, xin đừng, xin anh đừng. Một thằng nó vẫn chơi. Gì cơ? Hết rồi. Chưa, mới được nửa tiếng. Xem. Gì cơ? Gì? Nhiên à? Được. Ôi, nó đốt rồi, đốt 6 rồi. Gì cơ? Ôi, một tim. Ôi, mình một tim rồi. Ở đâu? Vợ anh bị điên đấy. Bị canh rồi. Quên, lên. Quên chả bạn. Let's go. Ơ kìa. Bọn mày tránh xa khỏi cuộc đời anh ra. Còn gì cuộc đời của anh đâu. Ai ôi. Xịt lốp rồi em ơi. Xịt lốp có nhiều xe mà, Ơ, có thằng bọn nó bay, tàu bay ở đây này. Không có delay tiếng đâu. Tai nghe à, bạn nó bị delay đấy. Đâu rồi. Bò to, còn 3 thằng nữa thôi. Kì cơ. Đúng à. Bò phải xe bên đi. Đâu, nhiều đâu. Bò thì to đúng, đi quét map rồi, lúc cuộc không còn người nữa nè. Đấy. Mình là gì của nhau, tình nhân là bạn thân của nhau, chắc anh không cần người mà anh đắm say, từ nay sẽ không là em. Yo. Vô lý, nhà này không có người, vô lý vãi. Delay quá anh ơi á. Không delay đâu. Anh em thử out ra bản này nào. Ô. Thôi bọn em ơi, anh end game nhá. Nó cầm battle lúc ơ vô đầu cho là hỏi sao end game. Thôi anh ạ, anh xin phép end game. Nó bắn nhất người này. Ôi em ơi, bọn này búp. Búp với chúng tôi này. À không, ý là nó nhảy lên nóc nhà em ạ. Nó nhảy lên nóc nhà. Rồi cũng chết thôi. Nó chết rồi em. Thôi em đủ. Em đủ chỉ tiêu rồi. Anh cũng đủ chỉ tiêu rồi. Bọn em ăn nốt mạng cuối đi. Thôi em không dám. Của anh. Của anh Tuấn hết. Em đâu dám đâu. Mà không anh Tuấn lại không cứu em. Lại tắt mini nữa. Cho Tuấn ăn kill đi. Ôi dồi ôi. Ký hóa quá. Khiếp thật, đậu phộng có không không cứu được chứ không phải là không cứu nó thôi mà mẹ nó dày xéo nó. Ôi bình rác thế. Nó chỉ chiết mình. Có vừa mình giật phát. Giật tê ái của anh xe thấy xe tốc biến. Tình vừa nãy em còn cái này. Giờ còn một thằng ạ, cứ đắp bom tự đi. Tôi bài gì. Ôi em ơi, end game. Một thằng thì chơi. End game rồi. Anh đã thấy thằng đó rồi đấy. Nó đang trốn này. Anh đã thấy nó rồi đấy. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? End game anh em ạ. Đậu phộng. Bắn tìm người kinh khủng luôn.